Các bác ơi, vườn em ở trên xa quá, em bây giờ gieo ở nhà để mà tiện gửi cho các bác nhá. Bên này là cây tầm 6 tháng tuổi rồi. Đấy, em gieo trước Tết cho bây giờ nó nảy mầm đẹp lắm này. Đấy, còn đây thì cây 2 tuổi này. Đấy, chuẩn sâm nha mọi người nha, đây này. Đấy, chuẩn sâm nó ra bây giờ nó 2 tuổi, nó ra như hai nhánh cây rồi. Đấy, bác nào lấy thì bảo em nha, em gửi nguyên bầu cho an toàn nha. Đấy, em gieo ở nhà cho nó gửi cho tiện. Vườn em trên xa quá em không lên được, nên là bây giờ em gieo ở nhà để gửi cho các bác. Cả lẻ em cũng gửi luôn. Đấy, em còn nhiều lắm mọi người ạ. Trong này phải tầm 5.000 cây nữa. Trên vườn thì rất nhiều nha mọi người nha, nhưng mà em làm ít để ở nhà để gửi cho các bác thôi. Đấy, đẹp lắm mọi người ạ. Đây. Đấy, mọi người cần thì liên hệ cho em nhá. Đây này, số Zalo của em nhá, Facebook của em đây.